Chào mừng các bạn đã đến với kênh Nghe Để Biết. Sau đây là nội dung chi tiết. Đoàn Thị Hương được trả tự do trở về Việt Nam. Sau hơn 2 năm xét xử do liên quan tới vụ sát hại công dân Triều Tiên Kim Chun, Đoàn Thị Hương đã được trả tự do vào lúc 6 giờ 20 phút sáng nay, ngày 3 tháng 5 và sẽ sớm lên máy bay trở về Việt Nam đoàn tụ gia đình. Theo phóng viên tại Malaysia, Đoàn Thị Hương đã rời khỏi nhà tù nữ ở bang Selangor của Malaysia lúc khoảng 7 giờ 10 phút ngày 3 tháng 5 giờ địa phương, tức 6 giờ 10 phút giờ Việt Nam. Khoảng 6 giờ 30, đoàn đại diện của Đại sứ quán Việt Nam đã có mặt tại nhà tù ở Kuala Lumpur để làm thủ tục đón Đoàn Thị Hương. Theo chương trình, Đại sứ Việt Nam tại Malaysia Lê Quý Quỳnh cho biết sẽ cố gắng cuối giờ chiều lên sân bay để đón Đoàn Thị Hương. Đoàn Thị Hương đã được đưa lên xe của Cục Nhập cư Malaysia, rời khỏi nhà tù để đến trụ sở của Cục Nhập cư tại thành phố Putrajaya. Luật sư Haycham Tempontet, một trong những người bảo chữa cho Đoàn Thị Hương, hôm nay cũng xác nhận Đoàn Thị Hương được thả lúc 7 giờ 20 phút, 6 giờ 20 phút giờ Hà Nội. Cô ấy rất vui mừng và mong chờ được trở về nhà. Ông Haycham cũng cho rằng những kẻ sát nhân thực sự vẫn chưa bị đưa ra công lý. Ông Haycham nói thêm là nhóm pháp lý của ông đã liên tục lập luận rằng chính những người Triều Tiên điều khiển hai cô gái trong vụ việc mới là những kẻ giết người. Đoàn Thị Hương, 30 tuổi, bị bắt hồi tháng 2 năm 2017 với cáo buộc cùng nghi phạm Indonesia City Asia dùng chất độc VX sát hại công dân Triều Tiên có tên trên hộ chiếu là Kim Chun ở sân bay Kuala Lumpur. Mỹ và Hàn Quốc cho rằng Kim Chun là anh cùng cha khác mẹ của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Công tố viên Malaysia ngày 1 tháng 4 đề nghị truy tố Đoàn Thị Hương tội cố ý gây thương tích bằng hung khí hoặc cách thức nguy hiểm thay cho tội giết người. Nghi phạm ICA trước đó được công tố viên Malaysia rút lại cáo buộc giết người và phóng thích mà không nêu lý do. Hương đã bị kết án 3 năm 4 tháng tù giam nhưng đã được thả ra sớm vì có hành vi tốt và thực tế là cô đã bị giam giữ 2 năm. Các bạn nhớ đăng ký kênh Nghe Để Biết để cập nhật những tin tức mới nhất.